Mỹ nói bộ binh Nga sa lầy ở Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga mất nửa số tăng chủ lực trong biên chế và 80% lực lượng bộ binh sa lầy ở Ukraine. Nga nhiều khả năng đã mất một nửa số xe tăng chủ lực và phần lớn vũ khí dẫn đường chính xác trong cuộc chiến đã trở thành thất bại chiến lược lớn. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Kolinka nói trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 11. Theo ông ta, lực lượng Nga đã tổn thất hàng chục nghìn binh sĩ từ khi chiến sự bắt đầu cuối tháng 2. Hơn 80% lực lượng bộ binh của họ sa lầy ở Ukraine. Ông nói thêm, các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu khiến Nga rất khó xây dựng lại quân đội như trước chiến sự. Thứ trưởng Ka tuyên bố Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ tiếp tục ủng hộ đáng kể cho Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, cách thức Mỹ hỗ trợ và nhu cầu quân sự của Ukraine có thể sẽ thay đổi. Nga chưa bình luận về đánh giá của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ. Lực lượng Nga trong nhiều tuần qua củng cố phòng tuyến tại các khu vực họ kiểm soát ở miền Nam và Đông Ukraine. Sau khi rút lui trước đợt phản công quy mô lớn của đối phương, quân đội Ukraine gần đây mở các đợt tiến công ở miền Nam và miền Đông, song không đạt được tiến bộ đáng kể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 11 cho biết các trận đánh khốc liệt vẫn diễn ra ở một số khu vực, đồng thời thừa nhận quân đội nước này đối mặt tình hình đặc biệt khó khăn ở tỉnh miền Đông Donetsk, nơi lực lượng Nga tổ chức hàng chục đợt tiến công mỗi ngày. Trong khi đó, Nga từ đầu tháng 10 tăng cường tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn tại Ukraine bằng tên lửa cùng máy bay không người lái UAV tự sát. Các vụ tập kích phá hủy 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực mất điện và nước.